Thưa quý vị, nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên biển và sự đa dạng sinh học, thì tỉnh Quảng Ngãi đang lấy ý kiến từ các cơ quan chức năng và người dân để lập khu bảo tồn biển Lý Sơn. Điều này cũng nhằm thúc đẩy cho việc phát triển du lịch sinh thái biển đảo trong những năm tới. Theo đề án, vùng bảo tồn biển đảo Lý Sơn được quy hoạch gần 4.270 ha, bao gồm cả vùng biển xung quanh xã An Vĩnh, An Hải, đảo lớn và xã An Bình, đảo bé. Trong đó, khu vực phục hồi san hô khoảng 1.625 ha và 319 ha rong, cỏ, biển. Ngoài ra, khu bảo tồn còn có các công trình gồm trụ sở ban quản lý khu bảo tồn biển, trạm thực nghiệm và quan trắc môi trường, nhà trưng bày giáo dục cộng đồng, 4 trạm kiểm soát ven biển, hệ thống phao tiêu. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 37 tỷ đồng. Để khu bảo tồn này hài hòa với lợi ích kinh tế của người dân, huyện Lý Sơn đề xuất các cơ quan chức năng khảo sát kỹ số lượng người dân trong vùng dự án để có phương án hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho bà con.